Na Đài Loan nha các bác nhá. Đã bán giống là sẽ bán chuẩn. Đây các bác này, cây lá nó to như thế này cơ mà. Na Đài Loan nhưng mà giống này là giống sầu riêng. Giống này là giống mà trái to đường kính, à xin lỗi, là kích thước cái trái khi mà đạt thành phẩm nặng tới tầm 2 kg một trái luôn. Nhưng mà thôi em cứ mong các bác trồng nó được khoảng cân 2, cân 3 là được rồi. Na sầu riêng thì cái đặc điểm của nó rất là đặc biệt. Đó là lá của nó sẽ mọc, cơ bản là nhìn nhìn thế này thì chắc mọi người không phát hiện ra, nhưng em chỉ cho mọi người nhá. Đây, lá của nó sẽ mọc theo xoay này. Một cuống ở đây, một cuống bên này, xong lên đây. Một cuống ở đây, một cuống bên này, một cuống lại lên ở xoay bên này. Xong lại một cuống sang đây, một cuống sang đây, một cuống lại ở bên này. Xong một cuống sang đây, một cuống sang đây, rồi một cuống lại ở bên này. Đấy. Xong một cuống sang đây, một cuống sang đây, rồi một cuống lại bên này. Và rất là rõ ràng khi nó ở trên đọt này này, nó cũng rõ hơn này. Đấy, chúng ta quay từ trên xuống là sẽ nhìn thấy gần hết các cái cuống lá, ba cái cuống lá đầu tiên gần nhất. Đây, em quay sang cái này cho các bác nhìn thấy này. Chúng ta nhìn từ trên này xuống, chúng ta sẽ nhìn thấy nó lộ diện được cả 1, 2, 3, 4 cái cuống lá luôn. Còn đối với loại bình thường thì như na của thằng Đài Loan bình thường thì lá nó chỉ xếp 2 hàng thôi nhá. Nó không xếp thành 3 hàng. Ở đây em quy ra là nó xếp thành 3 hàng mọi người nhá. Đây, một hàng này, bên này, rồi bên này nữa. Và một hàng ở đây nữa, tức là hàng mé bên này. Sẽ xếp xoay ở trên thân cây. Đây, lá nào cũng thế mọi người nhá. Khi mua hàng thì các bác lưu ý, chịu khó video em làm nó hơi dài dòng tí, các bác thông cảm. Đấy, tính em nó thế. Thì mọi người theo dõi để mọi người làm sao mua được giống chuẩn. Thế còn mọi người mà không phân biệt được cụ thể thì có thể mua ở trực tiếp bên nhà vườn Đạt Nhung. Ngoài cái cây cỡ choai đường kính gốc tầm khoảng 2 phân như thế này và cao tầm 1m2, 1m3, về có quả ngay như thế này thì các bác có thể mua cây giống. Cây giống nhà em cũng có rất nhiều. Những cây cỡ bên trong kia là cây khế choai kìa. Đây là cây na Đài Loan choai, bên này là cây nhãn thôi. Bên này là cây dổi, bên trong kia là cây bưởi luận văn nhá. Rồi đây cũng là cây nhãn, bên đây là cây trà là này. Cây trà là ăn quả, trà là ăn quả các bác nhìn không? Lá của nó cứ có phấn như thế này này. Đó, là trà là ăn quả và lá nó rất dày và cứng nhá. Làm cái này phải có kinh nghiệm mới biết. Còn đây là trà là công trình. Lá rất xanh và lá mỏng. Lá mỏng mềm, dẻo và không cứng đâu ạ. Đó. Vườn em thì có rất nhiều giống cây nên các bác cần cây gì cũng có. Đây là cây ốc chó nhá. Ốc chó rất đẹp luôn. Đấy, có ai làm cây mà đẹp như này không? Bên đây là cây cà chua thân gỗ này. Cây cao đến cả gần 1 mét rồi ấy. Rất là tốt. Còn bên đây là cây táo ngọt D28. Cây cà gai leo, cây mây nếp, cây mận cherry. Ủa, rất nhiều cây nhá. Cây thanh trà, chám đen, cây chanh từ quý. Vườn em rất rộng. Bác nào lấy cây gì cứ inbox trực tiếp cho bên nhà vườn Đạt Nhung nha.